Xin quý vị hãy dành một tràng tay thật nồng nhiệt, thật lớn để cùng đến với giai đoạn của đôi trường nào.
ban cho tất cả mọi người đang hiện diện tại các thông tin mọi người sẽ dùng thật nhiều sức khỏe và niềm vui, gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng.